Thưa quý vị, cao điểm 50 ngày đêm, đăng ký kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trên toàn thành phố Cần Thơ từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 5 tháng 8 năm 2023. Đánh giá đến thời điểm này, tiến độ thực hiện cao điểm còn chậm. Bên cạnh những thuận lợi thì nhiều khó khăn vướng mắc đang được các ngành chức năng trong thành phố tập trung tháo gỡ. Thông qua cổng dịch vụ công trực tuyến nên đòi hỏi mỗi công việc. Máy ạ? Một bộ phận ấy là sử dụng những điện thoại là cũ, không có thể nào mà kích hoạt được trên điện thoại. Có những người là trên 80 tuổi rồi thì họ không đi lại được. Thế cho nên là cái việc mà máy móc chỉ đem đến nhà thông tin, không đem được đến tận từng nhà. Thế cho nên cũng đó là một cái khó khăn, không thể nào tiến hành kích hoạt toàn bộ 100% người dân ở khu dân cư được. Đề nghị cho thời gian, tại vì tôi đi. Đi rồi tôi còn hẹn lên đó, đi rồi nhắc bà con cố gắng liên hệ gia đình người xa làm, không hai ngày sau tôi quay trở lại rồi nữa. Tức là phải có thời gian để mà mình thực hiện cái đó. Rồi hai ngày sau không có thì quay trở lại tiếp tục vận động nữa. Đây là những khó khăn cơ bản nhất được ghi nhận sau hơn 2/3 chặng đường thực hiện kế hoạch cao điểm 50 ngày đêm đăng ký kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho người dân. Thời gian còn lại của đợt cao điểm không còn nhiều, do đó những khó khăn vướng mắc cần phải được các địa phương khẩn trương tháo gỡ. Tăng cường công tác tuyên truyền và theo hình thức cuốn chiếu đối với từng ấp, từng khu vực để có cái động viên khuyến khích cho người dân đăng ký sử dụng. Một SIM thì chỉ được kích hoạt một tài khoản, có thể là sử dụng điện thoại của người thân trong gia đình vẫn sử dụng được. Ngoài cái việc mà kích hoạt tài khoản trên điện thoại thông minh thì vẫn có thể kích hoạt tài khoản trên máy tính vẫn được. Nhân khẩu của trên địa bàn thì hiện nay là đi làm ăn xa không có địa phương, thì bằng đối với những hộ này á làm ăn xa không có địa phương thì ủy ban dân phường cũng thành lập cái tổ điện thoại, thực hiện điện thoại cho trực tiếp cho người đó và vận động người dân đi ra các cơ quan công an mà nơi mà người dân đang thực hiện và sinh sống để thực hiện cái việc kích hoạt. Bên cạnh đó, để thực hiện đạt chỉ tiêu của cao điểm 50 ngày đêm, cần tiếp tục phát huy tinh thần vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, từ thành phố đến cơ sở, đồng thời tăng cường các biện pháp thực hiện hiệu quả như thời gian vừa qua. Chúng tôi sẽ tập trung trong việc củng cố lại cái tổ vận kích hoạt này của xã và chính cái tổ trên địa bàn của chính ấp để mà thực hiện chọn người trong cái tổ này thì có đủ điều kiện về cái hiểu biết cũng như là có điện thoại thông minh. Những trường hợp nào mà không người dân không tự thực hiện được thì chúng tôi là cán bộ để giúp người dân. Chúng tôi cũng đã hướng dẫn bà con thì cách cài và một điện thoại, một người có xài điện thoại thông minh thì cài nhiều app và ghi mật khẩu lại cho bà con sau này khi cần sử dụng. Hiện tại, bên cạnh lực lượng nòng cốt là công an, các địa phương đang tiếp tục phát huy sự tham gia của các đoàn thể chính trị xã hội và linh hoạt tháo gỡ kịp thời những vướng mắc khó khăn để hoàn thành kế hoạch đợt cao điểm này theo sự chỉ đạo của thành phố.